bạn, hôm nay lại có 3 đồ chơi mới. Em phát chi mô. Hôm nay mình sợ thời gian của mình dài nên được rồi, mình sẽ mở bộ quả trứng LOL này nhé. Các bạn bây giờ các bạn nhờ mình để mình sẽ bây giờ mình sẽ không cho các bạn có thời gian nữa, bây giờ mình mở luôn nha. Ok. Ây da, trúng quá. Con cố gắng mở nè. Mình cố gắng mở. Trời ơi. Mẹ ơi, có nè mẹ. Mẹ coi nè em bé. Ừ. Cười á mẹ. Hay từ từ. Mẹ xem nè. Mở ra rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với phần thứ hai. Là phần mình sẽ mở cái này ra. Ủa cái sticker. Á à, nè. Ủa cái sticker đâu rồi? Cái sticker đâu rồi? Đâu rồi? Chưa ra mà. Con nhớ là cái đầu này có sticker mà. À đây. À đây rồi. Cái gì? Wow, cái trái bóng màu như ngôi sao. Tính cách đâu? Là tính cách là gì vậy ta? Là gì? Này, mày đọc thử thêm. Nhỏ, mày cố gắng đọc đi. Sports star. Hả? Sports star, sport là thể thao. Chứ banh là thể thao, là sport. Còn ngôi sao là star, sports star. Là vậy là? Là ngôi sao thể thao. À, ngôi sao thể thao. Wow, đúng luôn, có ngôi sao nè. Dạ ok, gõ đi. Gõ rồi, phần thứ hai. Rồi, em mà. Thế phần, đến phần. Nhưng mà vậy là đến phần này luôn rồi. Không, mở đi. Vậy là rách luôn rồi. Rách đến cái phần. Yeah, ha ha. Oh, ủa tại sao lại có một cái nguy hiểm thôi? Sao có một cái nguy hiểm thôi dở? Cái này là change color. Oh, change color là gì con? Con không biết. Change color là gì? Là con biết thôi, mở ra tiếp. À, phần cuối cùng con sẽ mở. Mở cái con này ra. Wow. Rồi. Ok. Mở hết ra luôn nha. Rồi con mở đôi này trước nha. Chắc một đôi giày rồi. Tôi trong cái kéo đó. Wow, có cái này luôn nè. Có cái tờ giấy hướng dẫn luôn nè mẹ. Wow, sao cái tờ giấy thế này á, không có vợ. Để chứ. Nhờ có búp bê. Con búp bê đó. Con mở ra đủ luôn á. Cứng rồi. Nè. Nè. Cắn đây. Cắn cái này hình như đúng rồi. Đúng rồi nè, con gắn đây nè. Gắn đây là được. Mở này nè. Mở rồi. Chưa. Đâu? À. Ok. Cái gì á? Cái này gì á? Đôi giày. Mở đi, lấy đi. Không dám lấy đâu quay phim. Rồi. Đem mở em bé. Wow, xem em bé. Em bé, đây nè em bé của em nè. Em bé rất là dễ thương luôn, đang nhắm mắt lại. Nè em bé dễ thương nè. So cute. Wow. So cute. Đây nè. Một cái giỏ thật là đẹp. Đã chắc là cho em bé này rồi vô quá. Đúng rồi. À đây nè. Đứng vô. Trời ơi. Đây đứng vô. Đó. So cute. Yeah. Rồi. Giờ bây giờ mình sẽ mở cái phần. Ồ, phần này mở rồi. Tại mở phần này mới được. Ủa phần này mở rồi chưa? Mở rồi. Rồi cái này nè. Để mình mở ra xem. Wow, một đôi giày rất là dễ thương. Đây là đôi giày trượt băng. Phải không? Phải nè, dưới nè, có này nè. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Dạ. Chứ con mang về chơi búp bê. Đây là skating luôn. Skating nè. Ủa sao mang về không được vậy trời? Sao cái đôi giày mà nó to mà cái chân em bé thì nhỏ xíu à.